Hello, xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay có một chị khách hàng là đã qua DK để thực hiện là hút cặp lông mày của chị, và chị tên là Cẩm Anh. Thì trước tiên chúng ta sẽ cùng giao lưu với chị Cẩm Anh để biết là tại sao chị lại quyết định hút đi cặp mày, mặc dù là chị vừa mới thực hiện, nhưng chị chia sẻ là chị cũng mới thực hiện cách đây độ tầm 6 tháng thôi. Thì trước tiên chúng ta sẽ cùng giao lưu với chị nhá. Dạ, em chào chị ạ. Dạ, em chào chị. Chị ơi, chị có thể chia sẻ giúp em một chút về lý do mà mình quyết định đi xóa đi cái cặp mày này của mình được không ạ? Vì là em làm cũng cách đây 6 tháng ấy, nhưng em thấy lông mày của em không hợp vào khuôn mặt. Với cả lông mày nó hơi đậm ấy, nó dáng nó bị thô ạ. Nó hơi cứng, dáng hơi cứng nên là em quyết định đi làm lại. Vâng ạ. Thì như em được biết là chị cũng chia sẻ là chị đi một quãng đường khá là xa để đến với DK đúng không chị? Vâng. Thì chị có thể nói là mình đến từ đâu được không ạ? Em ở trên Sơn La xuống ạ. Với một con đường rất là xa như vậy, dạ, và tại sao chị quyết định là gửi gắm cặp lông mày của mình cho DK đấy ạ? Bởi vì là em cũng theo dõi trên fanpage của DK khá là lâu rồi ạ. Thì em có theo dõi các chị thường quay trực tiếp những cái ca sửa lông máy, thì em đặt niềm tin vào DK. Vâng, có nghĩa là mình đã hiểu rất là kỹ trước khi mình đến với DK đúng không chị? Dạ vâng ạ. Thì như với cả chị cũng có chia sẻ là chị đã từng đặt cọc ở bên DK là khoảng vào tầm năm ngoái đúng không chị? Trong cái chương trình ưu đãi của bên em đúng không? Dạ. Vâng ạ. Thì chị có thể chia sẻ kỹ hơn một chút về cái quá trình mình được hướng dẫn đặt cọc để mình đến hôm nay mình mới quyết định đến DK để thực hiện là xóa đi cặp lông mày được không ạ? Em đặt cọc là vào thời gian được khuyến mại ạ. Chương trình khuyến mại ở bên DK là được giảm 40% là khi đấy em có đặt cọc, nhưng mà do dịch bệnh ấy, thì em không xuống được ấy. Bây giờ em mới xuống làm nữa. Tại vì ở khách hàng bên em thì rất là nhiều chị cũng giống như mình nhá. Thì trong cái quá trình mà DK có chương trình thì các chị bận không thu xếp được thời gian. Nhưng mà các bạn cũng nghe đúng không ạ? Thì tại DK thì sẽ chỉ cần các bạn đã cọc ưu đãi, giữ ưu đãi, thì cái ưu đãi này sẽ được giữ cho mình trong vòng 1 năm nhá. Và như chị Cẩm Anh thì chị cũng giữ cũng khá là lâu, từ năm ngoái đến năm nay rồi. Và hôm nay chị mới thu xếp được thời gian. Thứ nhất là do ảnh hưởng của dịch bệnh, thứ hai là do chị sắp xếp được công việc thì chị mới quyết định đến DK để thực hiện xóa cặp mày. Và em sẽ không làm mất thời gian của chị hơn nữa, mà bây giờ em sẽ mời chuyên gia thực hiện xóa laser lông mày cho mình chị nhá. Dạ vâng ạ. Chị trước khi làm thì chị có nỗi lo sợ đau, sợ tổn thương gì không ạ? Thật ra thì em cũng hơi lo, nhưng mà bởi vì là cũng xem khá nhiều những ca bên mình thực hiện rồi đi là em cũng khá yên tâm. À, vâng ạ. Thì bây giờ chuyên gia sẽ bắt đầu thực hiện cho mình luôn chị ạ. Vâng, thì với một khách hàng đi từ tận Sơn La xuống đến Hà Nội để gửi gắm cặp lông mày cho DK, thì chúng ta sẽ cùng xem kết quả mà khi chuyên gia của DK thực hiện xóa mày cho chị thì sẽ như nào nhá. Và với dáng mày của chị Cẩm Anh thì như chuyên gia phân tích là chị đã thực hiện 2 lần, và lần trước thì chị không hề xóa mà chị làm mực mới đè thẳng lên với một cái dáng mày thì rất là thô, làm gương mặt của chị trở nên già và khó hơn rất là nhiều. Đó, thì bây giờ lần này chị đã quyết định là xóa đi để có một cái nốt nền hoàn toàn mới để mình có thể chuẩn bị làm cặp lông mày mới hơn. Chúng ta có thể thấy là chuyên gia khi mà xử lý thì phần mực là mờ đi rõ rệt rồi, và không hề có dấu hiệu của việc trắng cháy trụi lông gì cả, cũng không hề tổn thương lên vùng da. Chị Cẩm Anh ơi, trong cái quá trình chuyên gia đang thực hiện laser này thì mình có đau rát hay khó chịu không chị? Cũng hơi châm chích nhưng mà chịu được ạ, nó không đến mức quá đau ạ. Vâng ạ, bây giờ em sẽ mời chị hút ra để xem kết quả nhé. Rất là nhanh thì chuyên gia đã thực hiện cho mình xong rồi đấy ạ. Em mời chuyên gia cho chị là Cẩm Anh cái gương để chị có thể nhìn kết quả. Chị xem rất là kết quả và mình cho riêng một lời nhận xét được không ạ? Em thấy khá là hài lòng bởi vì là nó xuống, màu mực nó xuống rất là vâng ạ, nhìn nữa. Và đây mới là một lần duy nhất mình thực hiện thôi. Và chị là đăng ký liệu trình bên em cho em, mình sẽ kiên trì một chút, mình hút thêm một vài lần nữa để cho cái mực nó sạch đi hoàn toàn chị nhé. Để mình có một cái nốt lên hoàn toàn sạch, và sau đó thì mình thực hiện một cái công nghệ hay chóp mới thì sẽ phù hợp với khuôn mặt của mình hơn, cũng như là khiến cho mình có một cặp mày nhẹ nhàng và thanh thoát hơn với cả khuôn mặt của chị nhé. Dạ vâng ạ. Thì chị có một đôi lời nhắn nhủ gì đối với các bạn đang xem livestream ngày hôm nay không ạ? Em nghĩ là nếu như những ai mà đang gặp trường hợp như của em ấy, là lông mày không hợp với khuôn mặt, hoặc là mình muốn xóa bỏ cái lông mày cũ đi, thì mình hãy cứ tự tin, đặt niềm tin vào DK ạ. Vâng, em cảm ơn chị Cẩm Anh rất là nhiều. Dạ vâng ạ. Và em chúc chị sẽ có một cặp mày mới như ý tại DK ạ. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Vâng ạ, em cảm ơn chị. Đấy, các bạn đang theo dõi mà có vấn đề gì về mày môi mí thì hãy inbox cho fanpage để được tư vấn tốt nhất từ chuyên gia nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.